Em đã đạt được một trang đạt cảnh lên sân khấu sống sân xe với em bạn. Lúc gần thì dẫn lên luôn. Cảm ơn các bạn đã cố gắng. Thôi cô lại tới hả? Em kể cho mặt đậm đi lên. Ok đúng rồi. Mà chi phí để nó hay chương đó. Mong chờ nhân dụng. Mấy tập vừa qua trong tình yêu em thấy em đưa anh đi về, về quê hương ta sống. Em đưa anh đi về, về quê hương mặn nồng. Đồng xanh như trái chứa con, lúa nhân xuân sao cầu ấm. Bày kiếm cây sĩ quê qua, thấy em đưa nhau vừa đời. Bày kiếm cây sĩ quê qua. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hồi xưa mình đánh cân là nó có Trần Minh Sáng, Trần Minh Sáng. Em đưa anh đi về, về với hương ta đó. Em đưa anh đi về, về với hương đồng đà. Đường kia cho mát đôi ta có bao nhiêu nhau chỉ nói. Em không thấy gì trời thì ông cắm to. Em đã thấy quê hương anh nước biết trời thanh trăng thanh gió mơ. Tiếng lúa reo như lời ca điệu hát tiếng sáo diệu ru diệu dắt dắt mơ tân. Cảm ơn anh Ngọc Cảnh đã dễ giao lưu cùng em nhé. Cảm ơn các nhà yêu đã có vô cho anh Lê Ngọc Cảnh và em Bích Phượng nhé.